Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 11 tháng 10 mà chúng tôi vừa cập nhật. Gần nửa triệu lượt xe chạy cao tốc nhưng thẻ ETC hết tiền. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa thông tin về tình hình quản lý, khai thác 4 tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Cầu Giễ, Ninh Bình, Nội Bài, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong 9 tháng đầu năm 2024. Theo đó, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây tiếp tục có lượng xe thông qua cao nhất, đạt 17,6 triệu lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023. Còn tuyến Cầu Giễ, Ninh Bình với 16,9 triệu lượt xe, tăng 7,4%, tuyến Nội Bài, Lào Cai 13,9 triệu lượt xe, tăng 12,2%, tuyến Đà Nẵng, Quảng Ngãi 2,1 triệu lượt, tăng 14,6%. Qua theo dõi, các cao tốc Nội Bài, Lào Cai, Cầu Giễ, Ninh Bình và thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ vào các dịp lễ, Tết do lượng xe tăng cao, sự cố va chạm giao thông. Đáng chú ý, dù đã được khuyến cáo, song 9 tháng đầu năm 2024, tình trạng xe hết tiền trong tài khoản thu phí ETC khi đi trên các tuyến cao tốc vẫn còn tiếp diễn với hơn 480.000 lượt xe. Điều này dẫn tới giảm tốc độ lưu thông trên cao tốc và mất an toàn khi qua trạm thu phí. Sẽ xem xét ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Tổng cục thuế cho biết do số nợ thuế tăng cao, đặc biệt là đối với người đã bỏ địa chỉ kinh doanh nên từ cuối năm 2023, ngành thuế đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. 9 tháng qua, số người bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế lên tới hơn 24.700 người. Tuy nhiên, Tổng cục thuế nhận được nhiều ý kiến đề nghị nên có ngưỡng nợ thuế bị áp dụng biện pháp này. Tiếp thu góp ý, Tổng cục thuế cho hay sẽ nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền về ngưỡng nợ thuế phù hợp đối với từng đối tượng nợ thuế trong việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Thực tế, nhiều cá nhân đã tự giác đi nộp những khoản thuế nợ từ nhiều năm trước đó khi biết các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhất là các quy định về tạm hoãn xuất cảnh. Không ít doanh nghiệp cũng đã nộp thuế nhằm được gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Kết quả là 9 tháng qua, cơ quan thuế thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Đó là chưa tính đến khoản nợ thuế cơ quan thuế thu được do người nộp thuế chủ động nộp khi chưa bị tạm hoãn xuất cảnh. Nhờ đó, số nợ thuế thu hồi trong 9 tháng qua đạt 56.092 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Đề xuất mới về tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng. Theo đó, giáo viên dạy lý thuyết cần đáp ứng các tiêu chuẩn. Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành, luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô hoặc các ngành nghề khác có nội dung đào tạo chuyên ngành pháp luật hoặc ô tô chiếm 30% trở lên. Giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. Có một trong các văn bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, sư phạm kỹ thuật, trung cấp sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp. Đối với giáo viên dạy thực hành lái xe, cần đáp ứng các tiêu chuẩn, có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên. Có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. Giáo viên dạy các hạng B, C1 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 3 năm trở lên kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe. Giáo viên dạy các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, D1E, D2E, DE phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 5 năm trở lên kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe. Có một trong các văn bằng, cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, sư phạm kỹ thuật, trung cấp sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình khung quy định. Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến danh sách các kênh rạch, hồ phải lập hành lang bảo vệ. Thành phố Hồ Chí Minh vừa có dự thảo về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Theo đó có 395 kênh rạch, ao hồ được đề xuất. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt thực hiện phải công bố danh mục nguồn nước, phải lập hành lang bảo vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của sở, thông báo tới Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Các sở ngành khác liên quan phải thực hiện những nhiệm vụ trong phạm vi chức năng của mình.
cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, không làm ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định. Thiệt hại của Florida sau bão Milton. Bão Milton đã đi vào Đại Tây Dương ngày 10 tháng 10 sau khi đổ bộ vào Florida và gây ra thiệt hại chưa kiểm đếm hết trên đường đi. Theo hãng tin Reuters, cơn bão tạo ra hàng chục lốc xoáy, giết chết ít nhất 10 người và khiến hàng triệu người mất điện. Thống đốc Ron DeSantis cho biết Florida đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất khi bão Milton không tạo ra sóng thần tàn phá diện rộng. Mặc dù ông DeSantis cảnh báo thiệt hại vẫn còn chưa thống kê hết và lũ lụt vẫn là mối lo ngại. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas xác nhận có 10 trường hợp tử vong được báo cáo, nhiều khả năng do lốc xoáy. Ông này cũng cho biết ít nhất 27 cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào Florida. Israel đánh thẳng vào thủ đô Lebanon. Một cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 22 người ở trung tâm Beirut ngày 10 tháng 10. Đây là vụ tấn công thứ ba như vậy vào trung tâm thủ đô của Lebanon kể từ khi Israel leo thang hoạt động quân sự từ tháng trước. Nhà chức trách Lebanon ước tính cuộc không kích ngày 10 tháng 10 khiến 22 người chết, 117 người khác bị thương, theo hãng thông tấn AFP. Một nguồn tin an ninh Lebanon cho biết một nhân vật Hezbollah là mục tiêu của vụ tấn công lần này. Sự việc xảy ra cùng ngày với vụ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon, cáo buộc binh lính Israel liên tục nổ súng vào các vị trí của họ, có lúc dùng cả xe tăng, khiến hai binh lính Indonesia bị thương. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.